Xin chào tất cả các bạn. Trong một tổ chức, trong một bộ máy thì cái việc mà xem người, chọn người là một cái việc mà rất là quan trọng để đi tới cái quyết định thành công hay thất bại. Và chính vì như thế cổ xưa hay đúc rút ra những cái kinh nghiệm về tướng pháp, tướng diện của mỗi con người. Và như các bạn nhìn hình ảnh của ông Trần Quý Thanh thì các bạn sẽ thấy như Diệu Minh nhận xét rằng là khuôn mặt của ông, một số những cái đường nét của ông rất đẹp, nhưng ông lại bị phá tướng ở cái đôi mắt mà cổ nhân xưa đã từng nói: lưỡng mục bất đồng, tâm can bất chính. Xem người, dùng người, đánh giá một con người từ xưa đến nay luôn là một vấn đề rất khó. Bởi vì như thế cho nên các bậc tiền nhân thì luôn trăn trở rằng họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bất chi tâm. Có nghĩa là vẽ một cái con hổ, vẽ da khó, vẽ xương khó, nhưng mà biết người, biết mặt mà đôi khi lại không biết lòng. Và trong cái cuộc sống mà nó luôn có nhiều những cái biến cố xảy ra, nhiều những cái thách thức, nhiều những cái biến đổi theo cái dòng chảy của xã hội, thì lòng người nó cũng hay bị xô đẩy, biến đổi theo. Nó rất là khó lường. Thế sự xoay vần biến đổi ảnh hưởng tới cái tính chất, tâm tính của con người ta, cho nên xem một con người nó sẽ càng khó khăn hơn gấp bội phần. Trần Quý Thanh là một cái người mà cái tướng diện, cái khuôn mặt của ông ấy được từ vầng trán, cằm hàm, góc trán đều đầy đặn, nở nang. Từ chiều cao của trán và hai gò má cùng với chiều cao của cái cằm đấy nó đều tương xứng, nó trầu về cái mũi. Nó là chính cung, tài lộc, công việc, sự nghiệp của ông đều no tròn, đầy đủ, hài hòa theo thế ngũ nhạc triều quy. Tuy vậy thì tướng ông Thanh không hoàn toàn là đẹp trọn vẹn bởi ở chính đôi mắt của ông. Một cái đôi mắt mà nó không cân đối, một bên to, một bên nhỏ. Các bạn khi quan sát thì sẽ thấy rất rõ cái điều này. Và cổ nhân hay dùng từ nghề nghiệp. Cái nghề luôn đi kèm với cái chữ nghiệp, nhưng cái chữ nghiệp mới là quan trọng. Vinh nhục, thành bại, được mất của một con người nó đều nằm cả ở chữ nghề và chữ nghiệp, tùy theo cái hành xử đối với cái tính chất ngành nghề công việc đó. Và bởi vì như thế cho nên xem người, xem mặt, xem tướng diện là cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Nó mệnh hệ tới người khác, nó tạo an nguy tới cộng đồng. Và khi các bạn quan sát những cái tấm hình thời xưa của ông Thanh thì các bạn sẽ thấy rằng tướng diện của ông ấy nó rất khác với bây giờ. Và đúng là tâm chuyển thì tướng chuyển, tâm sinh tướng. Nhưng tấm hình ngày xưa của ông Thanh khá là đẹp, vầng trán của ông ấy phẳng, đầy đặn. Cho dù bây giờ có tuổi rồi đi chăng nữa thì thường những cái người ở lứa tuổi của ông Thanh, cái vầng trán nó có những cái vân vết đi chăng nữa nhưng nó cũng nhẹ, nó mỏng, nhìn nó mềm, nó thanh thoát và nó đi theo những cái chiều cân đối, nó không bị lệch lạc. Cái vầng trán ở giữa trán ấy, nó là cái cung quan lộc, cung công việc, cung sự nghiệp của ông Thanh, nó cũng bị phá nát, chi chít, chẳng chịt những cái nét vẽ, gạch xóa ở trên cái phần đó mất rồi. Và những cái nét đó nó lại rất là cứng, là thô và nó đi theo những cái vân vết mà nó không theo một cái bộ gì, nó rối rắm, nó xáo trộn, nó như là một những cái con sóng, những cái cơn xoáy, những cái năng lượng nó rối ren, nó thể hiện rất rõ ở trên cái vầng trán này. Và như các bạn nếu xem của Diệu Minh nhiều thì đã có những cái clip mà mình nói ở giữa trán nó vân vết, nó chẳng chịt, nó lồi lõm như thế. Những cái người già họ
có vân vết, nhưng vân vết của họ rất rất khác, chứ nó không phải như những cái đường vân vết lồi lõm trên giữa trán của ông Thanh đâu. Bởi vì cái phần đó người ta coi rằng nó gần như là cái con mắt thứ ba, và ở trong não ấy, cái phần đó nó gọi là cái phần mà cái phanh để thắng lại cái phần con, cái bản năng. Và nếu như cái phanh đó hỏng thì đôi khi người ta hay xử lý những cái tình huống, những cái công việc, những cái ứng xử bên ngoài nó rất là lạ, nó rất là đặc biệt. Và chính nếu như cái thắng đó mà nó không tốt thì nó hay mang lại những cái nguy hiểm cho chính bản thân người ta và cho cộng đồng. Cho nên cái phần ở giữa trán mà nó vân vết như thế, các bạn để ý những cái clip cũ khi Diệu Minh nói về một cái người đàn bà mà đánh chết chồng đó. Chồng say xỉn nhậu nhiều mà bà ta đánh chết chồng, thì trên cái vầng trán của bà ta nó cũng có những cái đường vân vết như thế, lồi lõm kiểu như thế. Hoặc là của một cái tên mà cưỡng hiếp và sát hại một em bé 7 tuổi ở Vũng Tàu, thì cái vầng trán ở phần giữa trán cũng lồi lõm, cũng là những cái dấu ấn rất điển hình. Và cổ nhân thì nói hoàn toàn không sai là lưỡng mục bất đồng thì tâm can bất chính. Những cái người mà lưỡng mục bất đồng ấy, không phải lúc nào họ cũng sẽ thống nhất được giữa thân và ngôn, giữa ngôn và hành. Đôi khi nó mâu thuẫn, nó không giống nhau đâu. Và những cái hình trước đây của ông Trần Quý Thanh, vầng trán rất phẳng và đôi mắt của ông nó cũng khá là cân đối. Nó không bị lệch lạc, vẹo vọ, xiên lệch, bên nhỏ, bên to, giống như hiện nay. Cho nên cổ nhân cũng nói rằng tâm sinh tướng, đôi khi trải qua một cái thời gian với những cái tư duy, cái suy nghĩ, cái hành động trong tâm tính, nó sẽ thể hiện ra, nó phá tướng đi, hoặc nó làm tốt đẹp cái tướng diện của mỗi con người lên, nó do hun đúc từ trong cuộc sống của mỗi người. Và quan sát những tấm hình ngày xưa của ông Thanh thì các bạn sẽ thấy rằng ông là người được sở hữu trán rộng, mi sáng, quyền cao và đôi mắt, cái thần khí rất có uy quyền. Nhưng dần dần những điều đó nó lại bị cản trở, nó bị phá đi, nó bị phá tướng đi. Vậy thì một người mà có tướng phú quý đầy đủ, nhưng nếu họ làm những cái việc mà nó trái lương tâm, trái đạo lý, thì dần cái tướng nó sẽ theo tâm mà nó biến thành những cái hình thái bị phá đi, phá nét đi. Và cũng sẽ có một số những cái người, cho dù là nhân quả nó không xuất hiện ngay lập tức, nhưng một số người vẫn được hưởng những cái an lạc, phúc lộc, cho dù những cái tính quỷ quyệt, dối trá của họ vẫn còn đi chăng nữa, họ vẫn được hưởng những cái đời sống phú quý, là bởi lẽ cái đức cha ông của họ chưa tuyệt, cái căn cốt còn cao. Nhưng luật nhân quả cũng sẽ không chừa bất cứ một ai, và sau này hậu vận thường nó lại biến chuyển kém đi, và nó còn báo ứng vào những cái đời con, đời cháu. Lần lần thì phúc thọ sẽ mất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.